Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu và chào đón bạn nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Mời bạn. Một tà áo dài thướt tha. Mời em, mời em. Em rất là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu. Cảm ơn em rất là nhiều, mời em ngồi. Em tên gì? Em tên là Mai, hiện tại là 21 tuổi. Em làm sale cho một công ty du lịch. Làm sale cho công ty du lịch, 21 tuổi. Dạ. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh, chào anh. Wow. Bạn đang làm nghề gì vậy? À, thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên. Nãy bạn nghe rồi. Dạ vâng ạ. Bạn làm du lịch luôn? Dạ, em làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Trời ơi, sao phù hợp quá vậy? Phù hợp quá. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi. 23, lớn hơn bạn kia 2 tuổi. Dạ. Làm chung nghề và bánh trai, người ta gọi là bánh thỏng á. Bánh thỏng. À, Mai nè, dạ. Em bắt đầu làm cái công việc du lịch này được bao lâu rồi? À, dạ, thường em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị. Tại vì em mới tốt nghiệp. Chị nghĩ Mai đi nhiều nơi, tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì Mai phải có nhiều mối quan hệ chứ. Tại sao lại một mình, tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng? À, dạ, cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá. Có lẽ là làm cho em chốn mọi người quá nên là đi bỏ quà phải không? Ngày nào cũng gặp gì hết thì bỏ quà rồi. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Bạn trai, tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá. Thứ thật là với anh Quỳnh Linh là em thích những cái gì thuộc về ngày hôm qua. Em yêu những công trình kiến trúc của Pháp và đặc biệt là cái nhịp sống của Sài Gòn xưa, rất là chậm và rất là lặng. Hình như thấy bạn có một cái America. Vâng, đây là một có thể gọi là đây một người bạn của em. À, nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ? Sở trường gì không hay sở thích gì không, em giới thiệu đi. Dạ, sở thích của em là cũng là thích hát. Hát à, em hãy hát một đoạn nào đó, một bài hát, một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình. À, dạ được ạ. Rồi, vỗ tay. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đi, em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành, sông nhà tranh ngân thêm mấy sông vượt mấy đồi, dầu trời lên đỉnh cao mây núi cũng lặn lội về thăm. Anh nghe tiếng hát, giọng hát bên đây như thế nào anh Linh? Anh nhận xét không đi. Ngọt ngào, đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu. Hụt hơi là vì người ta rung. Mình đang nói về cảm xúc, mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng. Thế bây giờ cho em tò mò, em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào, để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè. Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại là một mẫu người khá truyền thống. Khá truyền thống, bên đây là quá truyền thống. Nhưng mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài. Bởi vì với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái đâu mà. Tôi thật sự là tôi không tin bạn. Hả? Bởi vì một người đẹp trai thế này, dễ thương thế này, cũng tài năng thế này, tại sao bạn lại không có bạn gái? Tôi không tin điều đó. À, thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng. Khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn, thế là các bạn bỏ đi một nước. Các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó, thế nào cũng đông đưa. Nhưng mà thật sự là riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng ý hay không, là hướng dẫn bọn này cũng rất là chung tình đúng không ạ? À, Mai ơi, thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không? Em nghĩ thì ngành nào cũng vậy, tùy mỗi theo mỗi người thôi, chứ không thể nào quay đủ cả nắm hết. Riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, đầu tiên là em thích người bạn của em lạnh lùng. Hả?
À, thường thì làm nhiều hơn là nói. Em không thích người ta nói con trai mà nói nhiều, em không thích. Bên đây nói hơi nhiều nha, hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy. Ờ, kỳ vậy chết rồi. Nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi, đừng có nói nhiều quá. Đúng rồi, cái đó người ta nói hái ra tiền đó em. Ở đây nói nhiều chỗ, chỗ nào có khách đều nói hết. Bạn trai à, người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm. Bạn nghĩ như thế nào câu nói này? À, người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau. Nhưng nếu hai người cứ bạn cũng về hướng dẫn viên du lịch, ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng dẫn viên du lịch, hai người về có con xong rồi hai người đi hướng dẫn viên du lịch hết, vậy thì con ai sẽ hướng dẫn? Chắc là sẽ là một trong hai người đi, còn một người ở lại. Bạn nghĩ bạn gái bạn đi hay là bạn đi? Người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà, người đàn bà thì xây tổ ấm. Do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi. À, Mai nè, bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây thì bạn nghĩ sao? Em không đồng ý ở nhà. Không đồng ý? Dạ. Em đồng ý là em có thể ở nhà đó là nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải được đi ra ngoài. Em vẫn khao khát được làm việc. Vẫn được làm việc. À, em không thích mẫu người như thế nào? Em không thích mẫu người đàn ông. Lần đầu tiên là em nói rồi đó, là nói nhiều. Rồi tính gia trưởng, phải bắt theo ý của họ. Đã bắt ở nhà là người ta không có ở nhà đâu đó. Dạ. Không rồi đó, hiểu rồi đó. Sao? Còn mẫu người của em thế nào? À, vừa có thể lo được việc ở chỗ làm, nhưng mà vừa có thể phụ với em. Tức là em sẽ phụ với lại người bạn của em để lo chuyện nhà. Được. Đồng ý cho em đi làm rồi đó. Bên kia đã nhượng bộ, còn bên này thì chúng ta tính sao? Trước khi tính sao thì để chị nhìn cái đã. Xuống giá một chút nha. Cái bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Anh xin ra. Coi đi coi được không? Kệ coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Không được không? Mẫu người nó vậy nè. Xin ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Anh chào chị. Chị chào em. Trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy? Chị đắm đuối thay cho bạn ấy. Chị không ngờ, nãy giờ chị không ngờ. Chị rất là bất ngờ, chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi. Nhưng mà chị nhìn thấy em rồi, chị còn thấy em mong manh hơn nữa. Mong manh như lá cỏ. Chào em. Trời ơi, chị bất ngờ quá, chị bất ngờ quá em. Lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật. Coi gì? Em tự nhìn, dạ coi mặt bạn trai, giùm. Bây giờ anh sẽ xem giùm em là anh hướng dẫn viên du lịch cho em. Dạ ok anh. Gì em giật mình, em thấy mặt anh Quyền lên mà em giật mình. Bạn kia thích hoài cổ. Ở đây không có cổ. Áo dài không cổ. Nhưng mà cũng hơi hiện đại, cũng dễ thương, cao 1m9. Để chơi vậy thôi chứ tôi thấy rất dễ thương bạn. Thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao? Em nghĩ là khó có thể hòa hợp được. Khó thể hòa hợp đúng không? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta thử gặp nhau, chúng ta sẽ biết điều đó, xem có hòa hợp hay không nào. Mời em kéo màn lên, xin mời. Bạn có 2 phút, xin mời. Chào anh. À, chào bạn. Dạ. À, bạn có hay đi tour không? Dạ có. Tình cảnh đang hay làm gì? Ngủ. À. Dạ. Chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha. Dạ đúng rồi. Nhìn anh cũng hồi cổ thiệt. Bữa nay mà em mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn. Nếu mà cầm thêm bông sen thì quá hợp. À đúng rồi. Bông súng được không? Dạ bông súng nấu canh chua chị. Trời ơi, đốt chát với tôi quá, du lịch mà lanh quá. À, quê anh Trần Vinh ạ. À, quê anh miền Tây ạ. À, dạ, quê em miền Trung. Quê anh tỉnh nào? À, Bình Thuận. Có thích Thanh Long không? À, dạ có. Được á. Dạ. Sao ạ? Không. Là anh thích Thanh Long. Anh thích Thanh Long. Thì gặp nhau nói chuyện khác, nói chuyện với chuyện Thanh Long. Hết giờ. Gì nhanh làm giật mình. Gì nhanh vậy? Bây giờ mình nhấn chuông hẹn hò rồi, mình muốn nói gì mình nói. Bây giờ theo quy định của chương trình, các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế có một cái nút màu đỏ. Trong vòng 3 giây, nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút
Còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ. 3 2 1 bắt đầu nhấn. Chúc mừng hai bạn. Tôi nghĩ rằng hai bạn cũng chờ đợi bây giờ phút bấm lâu lắm rồi. Thành ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi. Bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không? Chắc là phải thay đổi chút. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn nhấn nút với người bạn gái? Bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài, một chiếc áo dài đặc biệt là của người Việt Nam, thì người đó phải là người Việt Nam. Chắc tôi không mặc áo dài, chắc tôi không phải người Việt Nam quá à. Chiếc áo dài ấn tượng đối với bạn. Dạ. Tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa. Dạ, chắc là cùng ngày có thể hợp tác được. Còn em sao lại em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy hay hay. Hay hay? Hay chỗ nào? Thì anh đã đàn em hát được. À, anh đã thổi kèn em hát được. À, chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường.